hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy. Đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe touring Mirarod 904. Đây là một chiếc xe được người chủ trước nâng cấp lên tay bằng. Chiếc xe được trang bị càng carbon và khung nhôm. Vâng, đây là phù hợp các bác mà yêu thích cấu hình xe đua mà lại qua tay bằng các bác nhé. Thì giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và chiếc xe màu đỏ đen. Em đánh giá chiếc xe này trên 85%. Vâng, chiếc xe màu đỏ đen các bác nhé. Đây là giá đựng bình nước theo xe. Xe được trang bị càng carbon theo xe các bác nhé. Nguyên zin theo xe. Trước đây em đã từng về một chiếc này nhưng mà tay đua. Và hôm nay là một chiếc xe tay ngang dòng Rod 904. Xe vẫn giữ được nguyên của phanh ba mảnh của dòng xe đua. Các bác nào mà đang tìm kiếm một chiếc xe touring có cấu hình xe đua thì đây là một chiếc xe các bác không thể bỏ qua được. Bộ phanh của Avis Mỹ. Tay bấm xà của Shimano. Bên này cũng vậy. Bên này bên đĩa đây, bên tay bấm đĩa. Tay bấm 2 tầng. Phanh dầu ạ, phanh của Avis Mỹ. Bộ phanh trước cũng là bộ phanh ba mảnh. Đây là lốp. Hình thức lốp em đánh giá còn khá là mới các bác nhé. Lốp thông số là 700x23C. Dưới khung dưới của xe, đằng sau xe thì có màu đen này, cũng có chiếc những vân giả carbon. Đùi đĩa 2 tầng của Shimano. Và được vẫn giữ nguyên được cấu hình trước của xe. Phủ đề trước của xe là Shimano Tiagra của xe đua. Và bộ lít một khá là rất là mới các nhá. Lít rất là mới đây. 2468. 2468. 8 lít và 2 đĩa cho xe 16 tốc độ. Trên khung thì có hình quả núi. Logo chính hãng của xe Merida. Logo hãng. Giờ xe đo chiều cao xay đứng của xe. Vâng, có xe có chiều cao xay đứng là 52. Của các bác trên 1m65 các bác nhé. Đến 1m75 có thể đi vừa chiếc xe này. 8 tầng lít và 2 đĩa. Bây giờ sẽ đi vào chuyển động của xe. Lên lít.
xuống đi, thì nó rất là tốt các bác nhá. Phủ đề của Tia rồi ra. Còn tất cả những bộ chuyển động còn lại là của Shimano. Lên đĩa đây, từ đĩa 2 tầng lên đĩa, xuống đĩa, gạt đĩa của Shimano các bác nhá. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Mirada Road 904. Xe được trang bị khung nhôm cả carbon. Và đây là một chiếc xe touring được sử dụng cấu hình của xe đua. Và các bác tớ nhắn tin Zalo 0975709993. Chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em với mức giá là 7.9 triệu. Miễn phí ship toàn quốc 7-1 năm. Vâng, và các bác hãy lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.